có váy thì alo ủy vào mày. Sao này không bán chanh nữa à cháu? Cháu không. Đây con đấy đấy. Lại đã. Y dồ. Hôm từ hôm đấy con mua thêm 3 cái lúc chanh ấy rồi. Chanh gì cô? Chanh chống đồng ấy. À thế. Con mua của cái anh gì nhỉ? Vượng ở trên Hà Giang ấy. Ừ. Này vẫn to à? To lắm cô Hạnh ạ. Toàn ăn to thôi. Cá chấm của đây con này đây này đây góc đây này đây nhưng mà có bắt được đâu lắm, con mơi mà. Hai con. Lấy con bé à? Bé quá không? Con bé này. Được, con đấy được. Con to chưa phải ngon cô Hạnh. Về rủ hàng xóm ăn chung. Con này được mấy cân? Con này có bé quá. Bé. Về rủ hàng xóm ăn chung cô Hạnh ạ. Con này bé quá. Con này không phải 2 cân ở đây đấy cô ạ. Còn 2 cân. Con hơn rồi, con bé hơn 2 cân. Con này nhấc lên vậy. Con bé rồi. Con to ơi. Nó luôn không ăn con to. Đấy, nghe con to ăn rồi mà. Ôi. Con to hơn một tí thì tốt hơn. Đập à? Đi ra kia đập. Đập luôn. Đục hết hả? Phương Anh mà bắt cá với chồng mày. Phương Anh vào đây chơi Phương Anh này. Đấy thấy chưa, làm gì có con đấy hơn cân. Cá trông thế thôi nó nặng lắm. Cá chim kho ngon mà cô. À, có cá chim, cá chấm chị ạ. Nhiều lắm. Toàn cá to ngon thôi. Đi vào bà Dung nhá. Trong nhà bà Dung rất nhiều cá. Ông bà mua thả dưới suối nhiều lắm. Giờ có con nào? Ôi, mênh mông. Con kia con đi thuyền đánh cá, tí nó còn trôi mẹ cả thuyền đi mà. Này, nước này đẹp, thấy thằng nào dám đi nhảy cầu nhỉ? Không thấy thằng nào thưa bằng đá dám đi nhảy cầu. To như thế này thì bao giờ nó mới rút được đấy. Dã man, không thấy cống ở chỗ nào rồi. Ồ, cái chỗ kia chắc nước ở trong cống nó chảy ra nhỉ. Quẩn đó. Ôi suối. Xem được con cá nào. Ừ, không có con nào. Ngập hết rồi. Ngập lênh láng hết rồi. Nhìn đâu cũng chỉ thấy nước.
quá muộn. Em không vào cơ quan nên là không biết chị Linh ạ. Nhưng mà chắc chắn là cơ quan mình ngập là cái chắc rồi. Mưa ngập như thế này cơ mà. Bình thường còn ngập nữa là. Trời ơi, đâu cũng thấy nước thôi. Được nhiều không bác? Chân ui chà, à được nhiều thế. Đấy chưa, em vừa lặn một tí được bao nhiêu cá đây này, nhìn thấy chưa? Không có bác được cá chép to à? Bao nhiêu cân hả? Hơn cân thôi. Bán được bao nhiêu tiền? 150. Chép đỏ à? Không, chép trắng. Chép trắng á? À? Lúc nãy cũng được con trôi to. Ô, bán rồi, cũng được 150. Tiền lên. Ui, kẹp vào đấy thì nó này rơi. Được hẳn một con trôi to nữa. Thế mà không biết nhỉ. Trôi trả cân 7. Cân 7 à? Bán này 150 à? Ừ. Bà Hưng thưởng đấy. À, bà Hưng đây lấy á? Thế thì chẳng nhiều cá này nhỉ? Ừ. Con nhấc thế này thôi mà được cá to như thế. Nước chết thôi, nước bao giờ mới xuống. May ai ai bên kia đấy ạ? À? Xem được con to nào không nào? Được con to nào để cháu lấy luôn nào? Lấy mày không phải nhanh. Cháu có biết đâu. Không phải cho mồi gì đâu ạ? À? Nhà em á, chạy lũ từ trưa hôm qua đến bây giờ. Tối hôm qua ngớt được một tí, xong bây giờ nó lại đang lũ, nó lại đang dồn về hết rồi. Có con chưa? Chưa. Hả? Chưa. Cá này thì bán thế nào? Cá này thích bán đâu, để ăn. Bán thì để cháu lấy. À nhưng mà toàn cá sảm thôi nhỉ? Ừ, cá này không ngon đâu. Cá này ngon nhỉ? Đi cả buổi bán được con rồi thì cái này đấy thì cả nhà được bữa thôi. Bán nữa. Không có cá đục nhỉ? Nhiều lắm, vừa được hả con 3 cân anh thường ạ? À? Không phải đâu. Để cho anh ra đây kéo cùng bác cho vui. Đấy. Ôi trời ơi, rơi mất một con rồi. Đây bác, cá mương. Đây, cho vào đây này. Không phải đâu, được con chép. Chép á? Tôi lấy vừa được con trôi, con bán rồi. Nhà em chạy lụt từ hôm qua đến giờ, mẹ nó ngớt được một tí, sáng nay lại lên tiếp. Đang lên vù vù. Sao? Ngập hết chuồng lợn chuồng gà. À, cho em ở dưới kia đi, chả gặp. Ở bên đấy được gặp hả? Nhà em bên mé sông mà. Nhưng mà vịt thì sợ đéo ấy. Vịt với gà mới lợn, gà với lợn thôi, vịt thì không lo. Vịt thì được nhiều màu với trống lớn. Quay nó lại càng ra. Nhìn đâu thấy run, ăn nguyên run là nó. Kinh quá. Ê chịu. Hà Giang còn ngập trầm trọng kia kìa. Trên thành phố. Sao được con cá to to là để mình lấy nhỉ? Đây được cái to thì đéo biết. À, được con cá trôi hơn 1 cân 7 rồi. Bán 150. Một cân 7 bán 150. Bác ấy vừa được. Hôm qua thì được con cá chép. Em đang đi, em đi ra
đi rồi, tí nữa được bao nhiêu em bán hết cho chị Thảo nhá. Bà ấy phát lão được. Hả? Cá chắc gặp ông Dương ra nó chiều qua tốn. Nó phòng lên đây. Bà này mới nhiều. Bò gà đấy à? Đây. Bò gà đấy à? Hả? Ôi, nước sông như kia. Đập ông Dương ra đấy. Đập làm sao đã tràn được. Cá sông thôi anh ạ. Sông rồi. Thế nhưng bắp bên này được nhiều hơn thì phải. Có được con nào to không bác? Nó lại ra mất đã. Mờ à cơ. Chắc là tại 3G của em yếu. Ôi kìa. Bác kể rất là xa cá nhá. Lúc nào kéo lên cũng được. Phết nhờ kéo mãi không mệt.